họ viết trên tờ báo chí đó là kêu là đoàn kết xác định tương lai của đất nước Nga. Trong Nguyên nói một câu với bác Putin như thế này nè: nếu thực tế bác Putin mà yêu thương đất nước Nga thật và muốn cho tương lai của đất nước Nga thì bác Putin nên từ chức đi, về hưu đi, ký hòa bình với Ukraine đi, rồi từ chức về hưu, rồi Nga sẽ đất nước Nga sẽ tuyệt vời thôi nghe. Như bác Putin mà còn ngồi ở đó, Nguyên bảo đảm với bác luôn, Nguyên không cần phải là nhà tiên tri gì hết, Nguyên không cần là nhà bói toán tiên tri gì hết, mà Nguyên khẳng định với bác là cái tương lai của đất nước Nga của bác nó chia năm xẻ bảy. Nó sẽ chia năm xẻ bảy. Bây giờ bác kêu người ta đi bỏ phiếu, nhưng cái kết quả bỏ phiếu thì bác đã có rồi, thì đi bỏ phiếu nó có tác dụng gì? Và bác nghĩ là tương lai của đất nước Nga, các nghĩ là bây giờ tương lai đất nước Nga nó tốt, tốt hơn hay là trước khi chiến tranh xong? Nguyên nghĩ là bây giờ ai mà nói thực tế với các quý vị, người mù cũng biết là trước khi đánh chiến tranh với Ukraine, cái vị thế và kinh tế đất nước Nga nó như thế nào? Và 2 năm chiến tranh thì đất nước Nga bây giờ nó ra sao? Và kéo dài thêm 2 năm nữa thì đất nước Nga nó sẽ là như thế nào? Hiện bây giờ đất nước Nga đã mất đi cái, Nguyên nói kêu là mất đi cái tầm ngoại giao của thế giới, đó là một mặt. Mà nền kinh tế của Nga đang gớt vào trong sự thao túng của Trung Quốc, không bao lâu nữa, 5 năm, 6 năm thôi, nếu cuộc chiến tranh này kéo dài, nền kinh tế của Nga nó nằm ở trong lòng bàn chân của Trung Quốc hết. Lúc đó người dân Nga sẽ khóc ròng khóc da. Điển hình bây giờ là cụ thể nói là mình phải có bằng chứng. Người dân Nga bây giờ có ai học tiếng Anh nữa đâu? Cái gì mà speak English gì đó đâu, lớp toilet gì đâu, không có yêu cầu gì hết. Lớp toilet là yêu cầu đó. Lớp là yêu, toilet là cầu, lớp toilet là yêu cầu đó. Đâu bây giờ đâu có ai speak English nữa. Bây giờ là người ta ní hậu má rồi. Đó, ngọ ấy nị và nị ấy ngọ rồi. Thì bắt đầu là thấy rõ nét là cái nền kinh tế của Nga nó bắt đầu cô lập và chỉ có bắt tay với Trung Quốc. Và dần dần Trung Quốc nó xâm nhập. Những cái hãng xưởng của Nga sụp đổ, Trung Quốc sẽ mua lại. À, nó sẽ đi sâu vào trong. Và đất nước Nga lúc đó Trung Quốc đâu phải là chỉ có nắm kinh tế, Trung Quốc sẽ nắm chính trị luôn. Đó, Trung Quốc sẽ nắm chính trị. Khi Putin yếu, tuổi già sức yếu thì phải có người thay thế. Thì lúc đó Trung Quốc mới giật dây chính trị để có lợi cho mình, thao túng từ bên trong. Mà lúc đó Nga trở tay không kịp, vì lúc đó mình cô lập đâu còn chơi với ai nữa. Mình buông Trung Quốc ra thì không được. Nên là Nguyên nói á, nếu bác Putin thực tế mà bác thương dân bác giống như lời bác nói, thì tốt nhất là bác ký hòa bình, lui binh lại, từ chức, thỏa thuận với châu Âu, bắt tay tốt đẹp, bác sẽ vui vẻ thôi, đất nước nó sẽ đẹp đẽ. Còn chứ mà bác cứ nắm quyền kiểu này, bác cứ thao túng quyền lực, bác không ngồi hoài chai cái hai cái mông rồi, bác không xuống và bác kêu tương lai của Nga làm sao có. Tương lai của Nga nó là mù mịt. Và đất nước Nga không cần phải là tiên tri đâu, chia năm xẻ bảy trong những năm kế tiếp. Chắc như vậy cứ lắng nghe Nguyên coi, kêu lời Nguyên nói, cái lời Nguyên phán có đúng hay không. Cái miệng ăn mắm ăn muối của Nguyên nói tầm bậy tầm bạ cho nó trúng dữ lắm. Nó trúng tùm lum tùm la. Nó trúng tùm lum tùm la. Đó. Cái đó là thật. Cái đó là thật. Đó là lời phát biểu của bác Putin ngày hôm nay được nhiều người chú ý. À, và bây giờ có một lời phát biểu của một vị khác cũng được nhiều người chú ý nữa. Nhiều người chú ý nữa. Không ai xa lạ. Đó là bác Joe nhà ta. Thì Trung Nguyên nói, để Trung Nguyên nói với các quý vị là cái chung kết đó đã có rồi nha. Giữa bác Joe là bác Trump, hai ông sẽ quay trở lại với cái sự cạnh tranh và tòa Bạch Ốc vào tháng 11 sắp tới đây. Thì hiện bây giờ Nguyên nói là 30 chưa phải là Tết, chúng ta không biết ai là người thắng, ai là người bại đâu. Cái cuộc chạy đua đến tòa Bạch Ốc nó còn nhiều trục trặc, chông gai, khó khăn, mệt mỏi lắm chứ không đơn giản.
nếu hai vị này không xảy ra bất cứ một biến cố gì, biến cố trong đây nó có nhiều biến cố, trong đó nó có gồm là sức khỏe không được tốt, ngã bệnh, không ra tranh cử được, tai nạn, ám sát, vân vân và vân vân. Tất cả cái đó nó đều có thể có xảy ra từ đây đến tháng 11. Tất nhiên những kịch bản tồi tệ xấu thì chúng ta không muốn, nhưng nó đều có thể xảy ra hết. Ở nước Mỹ là một cái quốc gia, cái gì cũng có thể xảy ra, không phải giống như cái gì mà các quý vị nghĩ. Nên là nếu không có xảy ra những biến cố thì hai vị này vẫn sẽ là những người tranh cử chính, mà các quý vị là những người cử tri Hoa Kỳ phải đi bỏ phiếu. Còn có xảy ra hay không thì chẳng có ai biết được. Chẳng có ai biết được, nhưng không có xảy ra thì tốt hơn. Chúng ta hãy dùng lá phiếu để mà tranh thắng bại. Thì bữa nay bác Joe nhà ta có một lời phát biểu. Bác Joe nói rằng á, ê Trump à, Trump à, ông kêu là Trump á, mày là thằng thất bại, mày thua không chịu nhận. Dạ, bác Joe nói là Trump là người thất bại, mày là loser rồi, mày thua tao đợt trước mày không chịu nhận, mà đợt này mà đợt bốn với tao nữa, no door my friend. Nha, ông nói là thôi cũng vậy thôi ha, mày không có cửa, no door, no door là không có cửa, no door, nó chỉ là một kẻ thất bại thôi, một kẻ thất bại, một kẻ loser, không có cửa với ông. Ghê, ghê, ghê. Bác Joe nhà ta uống thuốc tự tin rất là nhiều. À, tất nhiên là cái chữ no door là chỉ có Nguyên nói, chứ ổng không bao giờ nói cái chữ no door đâu nha. Làm gì ổng biết cái câu đó. Câu đó chỉ có người Mỹ mà gốc, gốc giống như Nguyên vậy đó, mới sử dụng cái từ ngữ đó thôi. À, còn tất nhiên là ổng không bao giờ sử dụng từ ngữ đó rồi. À, thì các cô chú anh chị em cũng thấy rõ được là bác Joe nhà ta có một cái niềm tự tin mà Nguyên phải nói là đáng nể phục. Khi đó nó có rất tin xấu về bác, về niềm tin của người dân, sức khỏe, niềm tin về cái khả lãnh đạo của Joe trong vòng 4 năm vừa qua, vấn đề khủng hoảng của biên giới. Nhưng với những cái vấn đề đó, bác Joe vẫn cho rằng thắng Trump là chắc, đánh với ai với đánh với Trump, trời ơi, Trump không có cửa với tôi. Vấn đề âm thanh có bị vấn đề gì không? Có người nó không nghe. Nguyên thì thấy cái tách chat của các quý vị nó rất là lẹ, mà không biết tại sao các quý vị nó là âm thanh nghe không có tốt. À, Nguyên cũng không biết là lý do tại sao các quý vị nói gì. Ok rồi phải không? Ok, à, cho Nguyên cáo lỗi. À, nhiều khi nó âm thanh nó bị khổ lắm. Cỡ này đang xứ lạ quê người nữa. Bên này là người ta cứ ní hạo, xí xịa, không hiểu được cái gì hết. Dạ. Yeah. Phải là có cái con ghệ mà người Hoa đó, đó lúc đó mình truyền nội lực, nó truyền nội lực cái mình học nó lẹ, và không có con ghệ người Hoa đó. Nên là không có ai truyền nội lực, nên là tiếng Hoa của Nguyên học nó không thể nào vô được đâu. Dạ, yeah, không thể nào nó vô được, chứ Nguyên học sinh ngữ thì lẹ lắm. Mà bí quyết của Nguyên nha, học sinh ngữ là cua con ghệ, gấp con gấu liền, gấp con gấu ở nước đó. 6 tháng thôi là cãi lộn với nó là nói chuyện như vó luôn. Như vó luôn. Bảo đảm cãi lộn nó là cãi lộn với nó xong là nói chuyện như vó luôn. Kinh nghiệm của Nguyên đó. Muốn học tiếng nước nào cũng dễ, gấp con gấu nước đó vô là nói chuyện như vó. Tại sao Nguyên dùng chữ gấp con gấu? Ở Đài Loan này gấu ở đâu chỗ nào cũng chưa gấp gấu hết á. Đi ở đâu Nguyên thấy cũng chưa gấp gấu á. Vì sao có người truyền nội công ở chung một cái nhà, rồi cãi lộn qua cãi lộn lại nó chửi mình ghét mình quen. Nó chửi mình ghét cái mình học lẹ lắm. Đó. Đó, nó mà chửi, ví dụ nó giỡn tiếng Hoa mà ghét là mình học lẹ lắm. Chứ mà không là khó học lắm. Vì mấy cái câu từ chửi nó ngộ lắm, nó vô đầu lẹ lắm. Nguyên nói đùa thôi cô chú và anh chị em nha.
Và bây giờ chúng ta chuyển lại cái bản tin lại của bác Joe. Nếu các vị nào không nghe thì cho Nguyên nhắc lại một chút xíu. Thì bác Joe, bác nhà ta, bác nói khẳng định là Trump không có cửa. No door, no door. Trump no door. Trump là kẻ đã thất bại trong quá khứ và sẽ là kẻ thất bại trong hiện trong tương lai. Đã thất bại với tôi trong quá khứ thì sẽ thất bại với tôi trong tương lai. Thì Nguyên đã nói rồi, thì Nguyên không biết là nhà khoa học tân tiến nào đã chế thuốc tự tin mà Nguyên không biết là có hay không, mà bác Joe nhà ta uống rất là nhiều rồi. Đó, tự tin lắm. Mà Nguyên không biết là bác Joe có chơi cái chiêu trò của phía bên Putin không. Có nghĩa là dân bầu cử là chuyện của dân bầu cử, nhưng mà kết quả đã có trước rồi. Nguyên sợ cái chiêu đó lắm. Ở Mỹ những cái trường hợp đó nó rất là ít, nhưng nó vẫn có thể xảy ra. Nên là Nguyên không có biết là lý do đó mà làm cho bác Joe có niềm tự tin, tự hào hay không thì Nguyên không biết. Chứ Nguyên thấy những cái bản tin mà Nguyên nói trong thời gian gần đây thì tình hình về đánh giá của bác Joe rất là thấp, rất là thấp. Yeah. Đó là bản tin liên quan đến bác Joe mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ về vấn đề của Quốc hội của Mỹ. Nguyên có hai cái bản tin Quốc hội của Mỹ muốn chia sẻ với các quý vị. Bản tin đầu tiên liên quan đến cái gói trợ cấp cho Ukraine, cho Nga và cho Đài Loan và cho Do Thái đó. Thì gần đây nhất á, thì ở trên Thượng viện đó, họ muốn bỏ ra một cái đạo lực là để phủ quyết ở dưới Hạ viện luôn. Có nghĩa là ông Mike Johnson đó, ông không có thể quyết định được ngăn chặn cái gói trợ cấp cho Ukraine nữa. Thì trên Thượng viện họ đưa ra một cái đạo lực để họ bỏ phiếu. Thì nếu mà cái bỏ phiếu thành công đó, thì cái gói trợ cấp cho Ukraine nó sẽ được thông qua mà không cần ở dưới Hạ viện phải giải quyết vấn đề. Thì đó là cái ý định và họ đã bỏ ra đạo lực. Nhưng tiếc thay các quý vị, tiếc thay là không có được thành công. Cái số lượng lá phiếu nó còn quá ít, cái sự đồng ý đó để bỏ qua ở dưới Hạ viện nó quá ít, nên là cái đó nó không thành công. Nên đầu tiên nhất là cái đáng buồn, nếu không thì Ukraine đã nhận được cái số tiền đó cách đây 1-2 ngày rồi. Và Đài Loan cũng nhận được một số tiền, Do Thái cũng nhận được một số tiền. Nhưng tiếc thay là cái bỏ phiếu ở tại Mỹ về cái vấn đề phủ quyết ở dưới Hạ viện, nó không làm được. Nó không làm được. Có bác nó không nghe, nó không biết mấy bác có chiêu chọc hay không, mà cho Nguyên hỏi một lần nữa là vấn đề kỹ thuật nó như thế nào. Có bác nó không thông qua là nghe mà vậy là má bác có vấn đề nghe đoạn đó. Không sao, vậy là tốt rồi. Và bây giờ một bản tin liên quan đến ở với Hạ viện, Quốc hội của Mỹ nữa, là Quốc hội của Mỹ đang định cấm TikTok. TikTok. Thì Quốc hội của Mỹ định cấm TikTok các quý vị. Thì đây là mới là cái ý định thôi. Thì chưa có gì hết, thì là dân cộng đồng Mỹ hâm mộ TikTok đã xuống đường biểu tình rồi. Thì Mỹ sử dụng TikTok rất là nhiều, tới 170 triệu người sử dụng ở tại Hoa Kỳ. Trong Nguyên nói là cái trang mạng TikTok đó là trang mạng giải trí mà phần lớn là cái tuổi trẻ trẻ, tuổi chin chin từ 13 đến 15, 16 tuổi, là cái tuổi đó là cái tuổi mà chơi nó nhiều. Còn nhưng mà cái tuổi lớn lớn giống như Nguyên mà vô TikTok thì phần lớn là nhìn gái thôi. Nhìn gái thôi chứ không có gì hết trơn á. Chứ có chơi gì đâu, nó có gì đâu mà chơi. Đó. Nên là cái trang mạng xã hội đó là phần lớn là những người nhỏ tuổi. Và cái mạng xã hội này nó đang ở trong một cái giai đoạn và người ta cáo buộc là Trung Quốc sử dụng nó để mà giật dây cái bầu cử, cái nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11 này. Nên hiện bây giờ Quốc hội sợ rằng cái bầu cử kế tiếp nó sẽ bị Trung Quốc ảnh hưởng. Với cái tâm lý thì mấy ông mê gái bị gái dụ bỏ phiếu đi, bỏ phiếu cho Joe đi hay bỏ phiếu cho Trump đi. Đó, thí dụ là như vậy đó. Đó. Thì sợ rằng cái ảnh hưởng cái trang mạng đó nó sẽ làm ảnh hưởng cái bầu cử. Nên có thể bởi vì cái lý do đó mà Quốc hội đang muốn ngăn chặn TikTok hoạt động. Tất nhiên là không phải là cấm luôn
hay là ngăn chặn luôn, nó sẽ hạn chế như thế nào đó. Hiện bây giờ vẫn còn nằm ở trong một cái giai đoạn mà kêu là, Nguyên kêu là cái giai đoạn mà kêu là tìm hiểu và ngồi để thảo thuận với nhau, thỏa thuận với nhau. Tất nhiên là Trung Quốc đã lên tiếng ngay lập tức. Trung Quốc đã không thấy cái điều đó, là Trung Quốc cho rằng cái hành động này, thứ nhất, đó là hành động kỳ thị. Thứ hai, đây là cái hành động kêu là độc quyền, tẩy chay. Nó chỉ có lợi cho những cái trang mạng xã hội của nước Mỹ, cũng giống như là Facebook, giống như là X, những trang mạng khác. Đây là một cái sự cạnh tranh không công bằng, đó, một sự kỳ thị rõ nét. Và Trung Quốc đã lên án cái hành vi của Hoa Kỳ. Tuy rằng nó chưa chính thức thông qua, nhưng Trung Quốc đã lên tiếng. Còn đối với Nguyên thì có cấm hay không cấm nó cũng không ảnh hưởng. Thì không có người đẹp nhìn chỗ này thì thế nào cũng chỗ khác cũng có nhìn, mà chuyện đó thì không sao cả. Tại vì Nguyên không có sử dụng mục đích lên chấm, là chỉ có ngắm thôi, chỉ có rửa mắt thôi, nên là cũng không có sao các cái vậy nha. Không có sao, còn ai sử dụng thì người đó mới có thể cảm giác là nó hơi khó chịu, chứ Nguyên thì không có. Đó là bản tin liên quan đến Quốc hội của Hoa Kỳ đang định cấm TikTok mà muốn chia sẻ với các quý vị. Đó là bản tin của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta chuyển sang qua bản tin của Á Châu chúng ta đi nào. Cho Nguyên hớp miếng đi cà phê, cái không cà phê nó nguội. Một bản tin này khá vui nè, dành cho mấy đàn ông của Nguyên nha. Mấy đàn ông của Nguyên. Ông thủ tướng của Nhật Bản, ông Fumio Kishida, đã bị quốc hội chất vấn. Khi các quý vị biết là một vị thủ tướng là cái người lãnh tụ tối cao của đất nước đó. Cho Nguyên nói như thế này nè, có nhiều cô chú anh chị em dễ bị nhầm lẫn. Mỗi quốc gia nó có một cái bộ máy điều hành chính trị khác nhau. Trong một quốc gia nó có nhiều khi ông tổng thống, người thủ tướng luôn. Nhưng có những quốc gia người tổng thống không phải là người điều hành lớn nhất, quyền lực nhiều nhất, là ông thủ tướng. Nhiều quốc gia là ông tổng thống là người quyền lực lớn nhất, ông thủ tướng chỉ là phụ tá thôi. Nên là cái quyền lực của mỗi quốc gia nó khác nhau. Do cái hiến pháp của quốc gia đó. Nên nhiều khi mà nghe nó thủ tướng, nhưng cái là cái người đó là người tối cao nhất. Tuy rằng đất nước đó có tổng thống, có những quốc gia đất nước không có tổng thống, nhưng có những quốc gia có đất nước tổng thống, nhưng người đó không phải là người tối cao pháp quyền lực. Nên là thủ tướng, các cái vậy, đó là một cái điều là ông Fumio Kishida là cái người đang nắm quyền của đất nước Nhật Bản ngày hôm nay. Ông bị quốc hội chất vấn là hỏi tội ông đó. Hỏi tội ông vì cái tội gì? Phụ nữ nhảy bikini. Đầu tiên Nguyên nghe cái tựa này, Nguyên nói, ủa cháy. Cái ông này có liên quan gì phụ nữ nhảy bikini đấy nữa? Thì cũng tội nghiệp ổng lắm. Ở đây nó không liên quan đến ổng, nó liên quan đến đảng phái của ổng. Cách đây một thời gian vừa qua thì đảng phái của ổng đã mở một cái buổi họp mặt ở trong đảng. Thì trong cái buổi họp mặt ở trong đảng đó, thì cái để với cái tựa đề cái họp mặt nó là đa dạng, tôi là đa dạng. Đa dạng thì họ đã mời một số lượng mấy cô mặc bikini nhảy, mấy ông chánh trị đó mời mấy cô bikini nhảy, còn mấy ổng còn chê ác nữa, ngậm tiền rồi đút bằng miệng, môi với môi, miệng với miệng như vậy nè, đó đã bị người ta quay ra bên ngoài. Cái này không phải là ông thủ tướng nha, cái đảng của ổng và ổng cũng phải bị đi khiển trách, thấy chưa? Mấy ông chánh trị gia còn vua mấy gái hơn Nguyên nữa. Má lo làm chánh trị, lo bàn đất nước đi. Mời mấy em sexy vô làm cái gì? Nhảy bikini làm cái gì? Má còn nhảy bikini thì nhìn rửa mắt được rồi. Còn mà đâu mà cầm tiền ngậm vô miệng rồi nữa. Rồi hỏi sao mà không bị quốc hội người ta đi, người ta kêu. Hỏi sao mà quốc hội mà người ta không lên mà người ta chửi. Tất nhiên là cái đầu mấy ổng, cái đảng phái mới giải thích là bởi vì đây á, là trong là cái buổi họp về vấn đề đa dạng quá, nên họ nghĩ đây cũng là một cái dạng. họ giải thích là đây cũng là một cái dạng đó, đa dạng quá, đây cũng là một cái dạng đó đó.
đó, mấy ông này cũng khôn quá. Cái chủ đề buổi họp đó là đa dạng quá, nên ông mời mấy cô vô nhảy vô. Đó, nó cũng khác biệt đó, nó đa dạng quá. Cô chú và anh chị em, đó là một cái vấn đề ở Nhật Bản mà Nguyên nói nhá. Ở Nhật Bản thì cái gì nó cũng có. Ở Nhật Bản cái gì nó cũng có các quý vị nha. Ở Nhật Bản thì cái đất nước, cái tâm lý của người dân Nhật đó, nó lạ kỳ lắm. Ở Á Châu chúng ta Nguyên thấy là cái dân tộc mà nó có nhiều cái sự lạ kỳ nhất là ở Nhật. Đó, tâm lý của người Nhật nó lạ lắm, nó lạ lắm. Nên là cái câu chuyện này Nguyên thấy mà quốc hội có vui ha. Nguyên không biết là bắt trọng nhà ta có mở tiệc rồi có mời mấy em sexy hay không, không biết ha. Nhưng mà thấy mình cũng vui chứ. Đó là bản tin liên quan đến Nhật Bản vui vui mà Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em bản tin của Trung Quốc, một bản tin buồn cho Trung Quốc mà làm cho Nguyên hơi sợ. Khi Nguyên thấy ở Đài Loan ai cũng xài bình ga hết. Ở Đài Loan cũng giống như Việt Nam vậy đó. Nhà có mặt tiền là muốn mở tiệm gì mở à. Nguyên thấy trời ơi, chỗ nào cũng có tiệm. Nguyên đi ở trong hốc, trong hẻm. Tánh của Nguyên là đi thích đi ở trong hẻm, trong hốc. Thích trong hốc, trong hẻm lắm. Ở ngoài đường minh mông thì không phải đi đâu. Thích đi trong hốc không à. Ở trong hốc, trong hẻm, trong hốc bà tó gì cũng có tiệm ăn hết á. Cái chỗ nào cũng có tiệm ăn. Nó gắn cái đồ gì nấu được là nấu à. À, mà ở đây vệ sinh nó cũng dễ, gặp bên Pháp hay ở bên Đan Mạch là không được, ở đây nó vệ sinh nó cũng dễ. Cái nơi nó rất là trời, nó kêu nó nghèo này, không biết có cái bàn để nó ăn là ăn được à, nấu có ăn là có ăn à. Và chỗ mà đặc biệt là chỗ nào cũng có người ăn, trong hốc bà thối cũng có người ăn, trong hẻm hốc cũng ăn. Thì ở Trung Quốc ngày hôm nay có một bản tin đó là nổ bình ga nổ thôi mà đến 23 người thiệt mạng. Wow. Và ở Đài Loan thì chỗ nào cũng bình ga hết, họ nấu bình ga ngoài đường mà, họ nấu ngoài đường mà, ở trong hẻm trong hốc vậy đó, cái miên nhà, cái mái nhà họ nấu đó mà hay thế. Thì ở đây thì cho Nguyên nói, thưa quý vị, văn phòng công tố vận tải Viễn Đông của Nga trích nguồn từ các kênh Telegram cho biết, theo một số báo cáo, một chiếc trực thăng Mi-8 chở 20 người đã bị rơi ở tỉnh Magadan của Nga, khiến ít nhất có 2 người đã thiệt mạng, trong khi những báo cáo khác cho biết chỉ có 1 trường hợp tử vong. Trích dẫn từ văn phòng công tố có đoạn: báo cáo ban đầu cho thấy nguyên nhân của vụ việc là do trục trặc động cơ. Chi tiết vụ tai nạn trực thăng xảy ra vào lúc 11:05 giờ địa phương, cách thị trấn Ivensk thuộc quận Severo-Evensky của tỉnh Magadan khoảng 75 km. Được biết, chiếc Mi-8 do Danereschensk Avias vận hành đang vận chuyển nhân viên từ một mỏ vàng trên đường từ bãi đáp Kvasovy đến phi trường Omsukchan. Trên máy bay có 20 người, trong đó có 3 thành viên phi hành đoàn. Nhiều kênh Telegram khác nhau của Nga đã đưa tin có 1 hoặc 2 trường hợp đã tử vong. Hoạt động tìm kiếm và cứu hộ hiện đang được tiến hành. Tất cả những tai nạn trực thăng cũng như chiến đấu cơ của Nga đang được giới truyền thông quan sát rất kỹ, bởi các tai nạn phi cơ ở Nga đã gia tăng sau khi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Điều này được cho là thiếu các bộ phận cần thiết trước đây được nhập khẩu từ các nước phương Tây. Trong khi đó, vào sáng ngày 13 tháng 3, một cuộc tấn công đã được thực hiện nhằm vào khu huấn luyện quân sự của Liên bang Nga trên khu vực Chikhizbenska, vùng Lugansk bị chiếm đóng. Điều này đã được ấn phẩm Astra của Nga đưa tin có tham khảo các nguồn. Có thông tin cho rằng khu huấn luyện quân sự đã bị tấn công bởi 3 hỏa tiễn không xác định. Hậu quả của cuộc tấn công là ít nhất 10 quân nhân Nga đã thiệt mạng. Tuy nhiên sau đó vẫn chưa chính xác được số người thương vong và những người đã thiệt mạng sau khi đưa đến bệnh viện. Trong chiều ngược lại, lực lượng chiếm đóng của Nga cũng đã tấn công Ukraine một lần nữa vừa cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ bằng 36 UAV Kamikaze loại Shahed. Theo báo cáo trên Facebook của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, có 22 UAV của Nga đã bị bắn hạ. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ miền Nam cũng công bố có 2 UAV khác của Nga cũng bị bắn hạ ở vùng Mykolaiv. Ngoài ra, Nga cũng tấn công các cơ sở hạ tầng dân sự của 4 thành phố trong vùng Sumy là Sumy, Bilopila, Sotska và Chostianetsk. Hiện tại, lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang làm việc tại các khu vực bị tấn công, đồng thời hậu quả của các cuộc tấn công vẫn đang được làm rõ. Thưa quý vị, mới đây, phóng sự của kênh truyền hình Current Time TV phát sóng bằng tiếng Nga đã đăng tải một câu chuyện về sự đối nghịch của hai cha con ở hai đầu chiến tuyến. Trong một trận chiến ở hướng Avdiivka của khu vực Donetsk, một người lính của lực lượng vũ trang Ukraine đã gặp cha mình
nhưng cha của anh lại chiến đấu cho lực lượng vũ trang Nga. Oleksandr là một người lính thuộc lữ đoàn cơ giới biệt động số 47 của Ukraine, chỉ huy tổ lái xe chiến đấu bộ binh Bradley. Oleksandr đã tâm sự rằng, mẹ tôi là người Ukraine, còn cha tôi đến từ Nga, nhưng ông ta đã bỏ mẹ con tôi khi tôi còn nhỏ. Ông ấy dường như đã từng ở Ukraine, nhưng tôi biết rất ít về ông ta. Theo lời của Oleksandr, anh biết cha của mình đã tham gia vào các trận chiến ở cùng khu vực của anh chấn giữ. Cha của anh cũng đã từng gọi điện và đề nghị Oleksandr chạy sang phía Nga. Tuy nhiên, Oleksandr không tin ông và theo lời của anh, tình cha con đã không còn ở đó nữa. Một thời gian sau, Oleksandr được biết chiếc xe tăng của cha mình đã trúng mìn và ông đã bị bỏng nhưng không thể ra khỏi xe và tử vong sau đó. Binh sĩ Oleksandr chia sẻ rằng, mỗi người đều có số phận riêng. Tôi thực sự không biết ông ấy. Tôi thực sự ít khi nhìn thấy ông ấy. Đối với tôi, đó không phải là một người cha để mà tiếc nhớ. Ông ấy đã chọn phe của ông ta. Còn đây là công việc của tôi. Tất cả chỉ có vậy. Thưa quý vị, Tập đoàn Dầu mỏ Nga Lukoil đã thông báo vào hôm thứ Tư ngày 13 tháng 3. Lãnh đạo cấp cao thứ tư của tập đoàn đã tử vong kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Bản báo cáo cho biết, ông Vitaly Robertus, phó chủ tịch công ty dầu khí Lukoil của Nga, đã qua đời đột ngột. Cơ quan báo chí của công ty Nga cho biết thêm, hoạt động công việc của ông chỉ liên quan đến Lukoil và ông đã làm việc ở đây 30 năm. Vào tháng 10 năm 2023, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, ông Vladimir Nekrasov, cũng đã tử vong do suy tim cấp tính. Trong khi đó, vào ngày 1 tháng 8 năm 2022, ông Ravin Maganov, phó chủ tịch kiêm cựu chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, đã rơi từ cửa sổ ở Moscow. Ông Nekrasov đã từng được bổ nhiệm vào vị trí này thay cho ông Maganov vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, nhưng ông chỉ giữ chức vụ lãnh đạo công ty được hơn một năm. Trước đó, vào tháng 5 năm 2022, ông Oleksandr Subotin, cựu phó chủ tịch, người đứng đầu bộ phận cung ứng và bán hàng chính của Lukoil, cũng đã qua đời tại Mytishchi. Theo các nhà tuyên truyền của Nga, cái chết xảy ra trong một buổi làm việc không thành công với các pháp sư, nơi ông Subotin đang cố gắng chữa trị chứng nghiện rượu. Trong khi đó, vào hôm qua, ngày 13 tháng 3, các UAV cảm tử của Ukraine đã tấn công vào các vùng Voronezh, Kursk, Belgorod, Bryansk, Leningrad và Lipetsk của Nga, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu ở Ryazan, khiến cả hai nhà máy chế biến dầu đã bốc cháy. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao của Ba Lan tuyên bố đang triệu hồi 50 đại sứ của họ, giống như một phần trong nỗ lực của chính phủ mới thân với Liên minh châu Âu, nhằm cải thiện các cơ quan ngoại giao vào thời điểm đầy thử thách. Bộ này cho biết việc thay đổi đặc phái viên là cần thiết và sẽ phục vụ nhiệm vụ tốt hơn, chuyên nghiệp hơn với các nhiệm vụ đầy khó khăn mà chính sách đối ngoại của Ba Lan đang phải đối mặt. Thủ tướng của Ba Lan, ông Donald Tusk, đã tuyên bố việc có một đội ngũ đặc phái viên trung thành là rất quan trọng khi nước láng giềng Ukraine đang chống đỡ cuộc xâm lược tổng lực của Nga. Ông nhấn mạnh đây không phải là hành động trả đũa những người tiền nhiệm của mình. Tất cả các nhà ngoại giao đều được bổ nhiệm bởi chính quyền cánh hữu trước đó và đã tại chức trong 8 năm cho đến tháng 12 năm ngoái khi ông Donald Tusk làm thủ tướng của Ba Lan cùng liên minh đối lập ba bên lên nắm quyền. Quyết định triệu hồi các đại sứ có thể vấp phải sự phản đối của Tổng thống Ba Lan là ông Andrzej Duda, thành viên của đảng PIS. Nếu ông Duda không chấp thuận, tại các quốc gia có đại sứ bị triệu tập về nước, tham tán sẽ đảm nhận vị trí trưởng phái bộ. Trước đó, Thủ tướng Tusk cũng đã thúc đẩy nỗ lực cải cách truyền thông của nhà nước Ba Lan, sa thải hàng loạt lãnh đạo các cơ quan này sau khi ông nhậm chức. Tổng thống Duda khi đó đã chỉ trích ông Tusk là người gây hỗn loạn. Ngay tiếp sau đây, xin mời quý vị tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, theo một báo cáo vào hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 3, Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đàm phán bí mật do Oman làm trung gian với Iran vào tháng 1 để thuyết phục Tehran hạn chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ. Phái đoàn Hoa Kỳ do Brett McGurk, đặc phái viên Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách Trung Đông và Bắc Phi dẫn đầu hồi tháng 1, tham gia đàm phán với Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Khani cùng các quan chức tháp tùng. Hai bên không gặp mặt trực tiếp mà tiến hành đàm phán thông qua vai trò trung gian của các quan chức Oman,
Đây được xem là cuộc đàm phán đầu tiên giữa quan chức hai nước từ khi những cuộc trao đổi tại Oman về chương trình hạt nhân của Iran bị đình trệ từ tháng 5 năm 2023. Theo một nguồn tin giấu tên, Tòa Bạch Ốc coi cuộc đàm phán vào hồi tháng 1 với Iran là kênh ngoại giao để truyền đạt cách ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực. Iran nhiều lần khẳng định họ chỉ có ảnh hưởng về tinh thần với các lực lượng trong trục kháng chiến. Iran không thể ra lệnh cho Houthi, song có thể đàm phán và thảo luận, nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho rằng Iran có liên hệ sâu sắc với các cuộc tập kích tàu hàng của Houthi, trong đó có tham gia lên kế hoạch và cung cấp vũ khí. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik vào hôm thứ Tư đã kêu gọi cần phải nhanh chóng tiêu thụ lãnh đạo Triều Tiên, ông Kim Jong-un và các quan chức cấp cao khác của Bình Nhưỡng trong trường hợp chiến tranh bùng nổ trên bán đảo Triều Tiên. Ông Shin đưa ra chỉ lệnh nêu trên vào hôm thứ Tư khi tới thăm và nói chuyện với Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt Lục quân Hàn Quốc tại Incheon, phía đông nam của thủ đô Seoul. Ông yêu cầu đơn vị đặc nhiệm này phải chuẩn bị kế hoạch loại bỏ các vị lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh liên triều. Nếu Kim Jong-un phát động chiến tranh là đơn vị quan trọng của trừng phạt và trả đũa diện rộng Triều Tiên, các bạn phải trở thành đơn vị hoạt động đặc nhiệm mạnh mẽ nhất thế giới để nhanh chóng tiêu diệt ban lãnh đạo của kẻ thù, ông nói. Trừng phạt và trả đũa diện rộng Triều Tiên là học thuyết quốc phòng của Hàn Quốc để hướng dẫn thực hiện tấn công trả đũa một cuộc tấn công của Triều Tiên. Ông Shin tới thăm Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt lục quân Hàn Quốc vào thời điểm đang diễn ra cuộc tập trận chung Lá chắn tự do Hoa Kỳ-Hàn Quốc. Bộ Chỉ huy tác chiến đặc biệt lục quân Hàn Quốc nói rằng họ đang chuẩn bị cho những khiêu khích đa dạng từ miền Bắc, gồm cả các cuộc tấn công khủng bố. Đơn vị này tuyên bố, chúng tôi sẽ xông tới, trấn áp mạnh mẽ chúng và trừng phạt chúng đến cùng. Thưa quý vị, dự luật vừa được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua ngày 13 tháng 3 cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok, thời hạn 6 tháng để thoái vốn ở Hoa Kỳ, nếu không sẽ bị cấm. 352 hạ nghị sĩ, bao gồm các thành viên của đảng Dân Chủ, đã gật đầu thông qua dự luật, chỉ có 65 phiếu chống trong cuộc bỏ phiếu vào ngày 13 tháng 3. Đây là một trong số ít dự luật nhận được sự ủng hộ từ cả đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa, những người đang kiểm soát Hạ viện. Kể từ đó, Biden sẽ có 6 tháng để thoái vốn khỏi TikTok. Nếu không đạt được mục tiêu đó, ứng dụng sẽ bị chặn trên toàn Hoa Kỳ. Nếu không làm như vậy, TikTok có thể sẽ bị xóa khỏi các cửa hàng ứng dụng di động của Apple hoặc Google, hoặc không được cung cấp dịch vụ lưu trữ web một cách hợp pháp tại Hoa Kỳ. Vào tuần trước, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông sẽ ký dự luật nếu cả Hạ viện và Thượng viện đều thông qua. Hôm 12 tháng 3, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan giải thích mục tiêu là chấm dứt quyền sở hữu của Trung Quốc, chứ không phải là cấm TikTok. Chúng ta muốn TikTok với tư cách là một nền tảng thuộc sở hữu của một công ty Hoa Kỳ hay thuộc sở hữu của Trung Quốc, ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, ông Thaksin, người hai lần được bầu làm Thủ tướng Thái Lan, đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006, đã đến đền thờ linh trụ Bangkok, Lak Muang. Rất nhiều cơ quan truyền thông đã cắm trại trước ngôi đền thờ ông Thaksin ghé thăm. Sau đó trong ngày, ông Thaksin sẽ bay đến Chiang Mai để cầu nguyện trước mộ những người thân đã khuất. Chiang Mai là thành phố quê hương của ông Thaksin và cũng là cơ sở quyền lực chính trị truyền thống của gia đình ông. Chính trị gia kỳ cựu 74 tuổi này trở về Thái Lan vào tháng 8 năm 2023, sau 15 năm sống lưu vong. Ông Thaksin ngay lập tức bị bỏ tù vì tội hối lộ và lạm dụng quyền lực. Mức án tù của ông ban đầu là 8 năm, song bản án của ông được giảm xuống còn 1 năm chỉ vài ngày sau khi ông trở về. Chính phủ cho biết ông Thaksin đủ điều kiện được trả tự do sớm vì tuổi tác và sức khỏe. Thời điểm ông trở về khiến cho nhiều người cho rằng ông đã đạt được một thỏa thuận hợp